Akai đời đầu số 7 là đời cao nhất của nó rồi, nó là 760D. Có 7 thì nó có 70 mấy, 710 rồi 72 mấy, là 73 rồi 74 rồi 75, 76. 76 là đời cao nhất. Máy này nó làm nặng lắm. À, nó bị cấn nhẹ máy này nhé. Để nha. Nhẹ đây với lại xíu này thôi. Không còn đẹp không? Mặt còn đẹp không? Còn sáng. Mình ấn tượng nhất là những năm nó sản xuất năm 75, 78 đến 78 mà nó làm được ba đầu từ với lại double captain, bao từ đầu từ kiến không mòn nhé, từ còn đẹp lắm, long lanh luôn ạ. Mặt sạch đẹp, mặt rất là đẹp. Ok, đặc biệt là mình rất ấn tượng và anh em an tâm về xài, đó là hai cái motor kéo riêu không sợ bị mòn mỏi gì nữa cả. Nó không có dùng Yokoroi cho hai cái motor riêu này, nó chỉ dùng cái Yokoroi counter thì mình không nói. Còn cái motor cấp tăng này là dùng AC để cung cấp nguồn to nên là rất là bền, an tâm mà xài. Nó khả năng nói hư là hiếm lắm, dòng này rất là hiếm hư. Nên cơ nó làm rất là ok, làm ngon. Chắc là chi phí nó đầu tư ở đây rất nhiều. Đặc biệt là hai cái motor kéo riêu quá ngon. Tua tới tua lùi motor riêng biệt hết. Đây. Cơ chạy nó ngon lắm. Máy cũng đẹp lắm. Máy được vỏ gỗ nha, vỏ gỗ này. Khung thành sắt cạnh hết. Con này con này quá nặng, con mình dỡ cái đít lên chút xíu cho anh em coi rồi nhé, không thấy được. Con này nặng lắm chứ không phải vừa mấy kia, không ít đâu. Con sexy đẹp. Con này mình canh lại cái phần kim với lại phần playback rồi. Lúc kim máy mình ghi trên cuốn băng hai đầu của mình á, hai cái đầu trước kia là test hai đầu chuẩn á, anh em an tâm xài. Đầu ra đúng hết, kim đúng, đầu ra đúng. Cuốn băng thứ hai này, hai cuốn là test cho nó có chính xác hay không đó, rất là ok, chính xác hết chưa. Cho nên là trong quá trình nhạc chơi nó có lệch xíu thì đừng quan tâm lắm, tại vì nó máy mình đã kiểm tra rồi. Con này chơi ấn tượng nhất là chơi trước trước ngày 15 dày dày như bên có. Cái mạch mình chỉ canh playback với lại mạch kim thôi, còn bias với lại red level mình không đụng tới nha, tại vì trên service manual của nó đây này, nó không có để, nó để lung tung đó, nó để mấy cái viên chiếc app mà cái chiếc app nó đen thui, nó không có ghi dốt, có khả năng nó scan nó bị tối quá hay sao. Mình đã cố đọc nó mà không đọc ra, không zoom lên được nữa, là mình không 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 chắc chắn nên mình không mò tới nữa nha. Có sao rồi xài vậy, nguyên bản của nó là thế, cho nó vậy đi. Mình nghe trước mình làm thế nào. Hay lắm, tiếng hay lắm. Lại về bên em, ngày gió mưa không còn nên đường dài vẫn dài, ta mặc tình dòng trời cùng nhau ta sẽ đi ngày đó với tù coi cho bán tù chắc tù cấp nguồn viên áp với nhiều viên áp của ông Ly luôn. Power Sapphire còn có cái tù này, nó có một lớp mạch bên dưới nữa, nhưng mà mình bạn biết rồi, mạch ở dưới đây một lớp nữa, máy zin hết nha, không có đồng, không có sửa chữa gì cả, mình chỉ có thay mỗi dây qua này thôi và vô dầu mỡ cho nó nữa. Đã vào dầu mỡ hết cho nó trơn tru rồi. Thì có mấy cái motor này là không vào được, bởi vì muốn vào phải tháo motor ra cho có. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng.
Sẽ lấy một cái bass for cái này lên số 7 thì cũng được, nhấn cái suột vào xong rồi chúng ta thả tab ra lấy cho nó điều kim được rồi. Đúng ra là phải lấy lên tới vị trí tab sụt á, sorry nhầm, vị trí tab sụt này, nhưng mà do mình không có cân lại, lấy số 7 được rồi, số 5 được, số 7 được, ok, số 5, số 7 thử đi, số 5 đi, số 7 đi, số 7 đi, yeah. Ok, điều rồi, cái mình thả về đó. Đã về nhả ra ra xong stop lại tu lại chạy đã lắm, ok ghi thôi nguyên bản quen thuộc đấy nhá. Tiếp và lấy làm sao quên
Ok, xin cảm ơn. Tôi tới tốt nè, tôi ngồi tốt nè. Đầu từ ngon. Tôi đều tốt hết, zin hết. Xin cảm ơn nhé.